Chào bạn, chào mừng bạn đến với kênh Tiếng Việt Chính Thức của Side2Go, chuyên kênh thông tin về tâm lý và sức khỏe tinh thần. Sau đây chúng ta đi vào nội dung chính nhé. Bạn có đang cảm thấy mệt mỏi vì tranh cãi liên tục với bố mẹ không? Có phải bố mẹ đang như không hiểu chút nào về những gì bạn đang phải trải qua không? Bố mẹ cũng là con người và họ có thể mắc sai lầm. Nhưng khác với những người khác trong cuộc đời bạn, những sai lầm của bố mẹ dù không cố ý nhưng sẽ đều tạo nên những vết thương cho tinh thần của con trẻ. Và một trong những cách tai hại nhất mà thường là bố mẹ không hề biết đã vô tình làm tổn thương con cái họ, đó là thao túng tâm lý, được định nghĩa là một dạng thao túng về tinh thần và cảm xúc, khiến cho nạn nhân hoài nghi về bản thân và nhận định của chính họ. Sau đây là 7 dấu hiệu cha mẹ đang thao túng tâm lý bạn. Trong nhiều trường hợp, họ không hề hay biết hành động, lời nói của họ lại gây hại cho bạn đến thế. Số 1. Họ không lắng nghe bạn. Đối thoại của bố mẹ và bạn thường diễn ra như thế nào? Họ có cởi mở lắng nghe ý kiến của bạn không? Hay đơn thuần chỉ muốn bạn làm theo những gì mà họ nói? Có bố mẹ không lắng nghe có thể khiến bạn cảm thấy ức chế. Và tai hại hơn, việc liên tục bị đối xử như đứa trẻ không thể ra quyết định chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tự trọng của bạn. Khi bạn cảm thấy tiếng nói của mình không được lắng nghe, đặc biệt là trong gia đình nơi có bố mẹ thân yêu, việc đó có thể làm nảy lên những hạt mầm của cảm giác bất an, nghi ngờ bản thân trong tâm trí của bạn. Và nếu càng kéo dài đến khi bạn trưởng thành, thì càng khó nhổ rễ những mầm cây tiêu cực đó. Số 2. Họ quyết định mọi thứ cho bạn. Bố mẹ có chọn quần áo cho bạn và quyết định việc cho bạn chơi cùng ai không? Họ có cấm đoán bạn không được gặp gỡ ai đó hoặc đi đến nơi nào đó chỉ bởi vì họ không thích không? Họ có ra quyết định mà không hỏi xem bạn thực sự muốn gì không? Bố mẹ có quyền nói cho bạn họ thích gì hoặc bạn nên làm gì, đặc biệt là khi bạn còn nhỏ. Nhưng hành động đó sẽ trở nên độc hại và tai hại nếu họ không cho phép bạn có quyền tự do quyết định những việc của bạn, không cho bạn quyền có ý kiến riêng mà không bị tác động bởi ý kiến của họ. Số 3. Họ có xu hướng đánh giá thấp vấn đề của bạn. Bạn tranh cãi với bạn thân, đau lòng sau đổ vỡ tình cảm hoặc cảm thấy áp lực học hành để giành điểm cao trong kỳ thi. Những lúc đó bố mẹ có thể không hiểu mức độ của những khó khăn mà bạn đang phải đối mặt. Bạn cảm thấy vô cùng khó khăn để có thể vượt qua được. Nhưng thay vì đồng cảm với bạn, họ chỉ đơn thuần nói rằng bạn phải tiếp tục cố gắng và quên hết những điều vớ vẩn đó đi, bởi chúng sẽ chẳng có nghĩa lý gì trong vài tuần nữa. Khóc cho những sự đã rồi thì càng chẳng có ý nghĩa gì cả. Phủ nhận cảm xúc là một ví dụ về thao túng tâm lý phổ biến mà nhiều bố mẹ vô tình mắc phải. Số 4. Họ có nói rằng bạn đang làm quá lên không? Bố mẹ có mắng bạn rằng bạn đang làm quá lên khi bạn đang cố mở lòng với họ hay không? Nói rằng ai đó đang làm quá hay nhạy cảm quá là một hình thức thao túng tinh thần. Và nếu bố mẹ hay nói như thế với bạn, thì dần dần sẽ khiến bạn cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ vì cảm xúc bị đánh giá là yếu đuối đó. Đó chính là dấu hiệu cho thấy cách đối xử của bố mẹ như vậy là không đúng cách. Số 5. Họ phủ nhận điểm yếu của họ. Một dấu hiệu cảnh báo nữa cho việc bố mẹ đang vô tình thao túng tâm lý của bạn là nếu bạn cảm thấy bạn không thể thoải mái mở lòng về những vấn đề trong mối quan hệ giữa bạn và họ. Có nghĩa là bạn che giấu những suy nghĩ thật của mình như cách bạn mong muốn được đối xử, hoặc bạn không thích những gì họ nói về bạn với bạn, bởi bạn biết chẳng bao giờ họ muốn nghe những lời đó từ bạn cả. Bạn biết chắc rằng họ sẽ phủ nhận những điểm chưa được của họ và cố gắng hợp lý hóa hành vi độc hại bằng cách nói kiểu như: "Ồ, đó không phải là cách mẹ nhìn nhận," hoặc "Con nên cảm thấy biết ơn, mẹ làm vậy chỉ tốt cho con mà thôi." Số 6. Họ đổ lỗi cho bạn. Tương tự với dấu hiệu số 5, thay vì nhận trách nhiệm cho những vấn đề trong mối quan hệ của bố mẹ và con cái, họ lại đổ trách nhiệm sang cho bạn. Họ cho rằng mình không có lỗi gì cả. Nhiều bố mẹ tự cho mình quyền luôn đúng và mọi lời nói là tối thượng. Họ kết tội và kể lể về cái sai của bạn. Cho dù bạn có nhẹ nhàng chỉ ra cái sai của họ, thì cuối cùng kết thúc sẽ là bố mẹ làm ầm lên và nói rằng mọi tội lỗi là ở bạn. Số 7. Họ không bao giờ tin lời bạn nói. Cuối cùng, đây là một trong những hành vi thao túng tâm lý phổ biến nhất của bố mẹ, mà chủ yếu là họ không hề hay biết họ đang có hành vi tác hại như vậy. Ví dụ, nếu bạn nói với họ bạn bị bắt nạt ở trường, họ sẽ không tin ngay lời của bạn. Họ phải đi lấy thông tin từ người khác và nói những lời kiểu như: "Chắc là các bạn đang ủng hộ con theo một cách đặc biệt thôi," hoặc "Mẹ nghĩ chắc có hiểu lầm gì ở đây." Sau cùng thì những lời của bạn không đủ trọng lượng với họ. Và dần dần thì đến chính bạn cũng không còn tin bản thân của mình nữa. Bạn có thấy bố mẹ mình đang vô tình mắc phải những hành vi thao túng tâm lý nào kể trên không?
bố mẹ nào cũng mong điều tốt nhất cho con, nhưng nhiều khi họ làm chưa đúng cách. Lúc này, giao tiếp chân thành chính là chìa khóa. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó với những người đang cần nội dung này. Tài liệu tham khảo chúng mình để trong phần mô tả. Đừng quên đăng ký kênh để nhận nhiều video về tâm lý và sức khỏe tinh thần hơn nữa. Chúc bạn một ngày vui tốt lành. Hẹn gặp bạn trong các video sau.